chùa Pháp Quang đang xây dựng dở dang nha cả nhà. Đây ngôi chùa đang xây dựng đang dở dang. Đang chuẩn bị cho ngày mai ngày 15 tháng 4 để ngày mai rằm tháng 4 nha cả nhà. Đang không khí đang chuẩn bị cho ngày mai để chùa 15 tháng 4. Ngày rằm lớn. Mời quý Phật tử các nơi về chùa Phật Quang ấp Trường Thuận, xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ để dùng cơm chay với chủ trì chùa nha cả nhà. Đang không khí đang chuẩn bị. Nè, chùa đang còn xây còn dang dở nha cả nhà. Nha. Đây không chỗ cái nền của chùa nè cả nhà. Đó, rất là cao. Nền rất là cao. Mới có đổ được nền thôi, với đổ mấy cái móng cột ở dưới thôi. Chứ hiện tại là chưa có đâu vào đâu hết. Người gấp công, có người gấp sức, có người gấp tiền. Ai có gì gấp đó. Đó, không khí chùa. Làm đây còn đang dang dở cho cả nhà ơi. Đây. Nấm mèo để nấu kiển nha cả nhà. Đó, nấm mèo nè, mấy trăm trái dừa luôn nó nở nè ở chùa nha cả nhà ơi. Chuẩn bị gầm nè, ngày mai gầm nè, bữa nay 14, ngày mai 15 nè, gầm nè, gầm tháng 4 đậu để rồi để nấu kiển nha cả nhà. Đậu nấu kiển nha thầy, quá trời ngon rồi, quá trời, học bự dữ lắm nè cả nhà. Quá trời khéo luôn. Nguyên nồi hạt đậu luôn, nấu đậu. Cái nồi là bự dữ hả cô, bao nhiêu ký vậy cô? 7 ký nấu nồi đậu để nấu kiển nè. 7 ký đậu phộng. Rồi còn Bên đây nữa. Nóng dữ nè. Wow, trời nóng bóng phộng phỏng tay luôn. Nấu chè gầm tháng 4 nè cả nhà. Mấy trăm trái dừa luôn. Đã. Dạ dạ. Dừa xay năng lượng à. Quá trời, cái này nấm mèo bỏ chung vô nồi kiểm nè mọi người ơi. 350 trái dừa, 4 nồi kiểm. Hết hồn luôn. Cái nhà đây ở chùa Phật Quang nè, các anh các chị, ủa các chị các cô đang cắt khoai môn để nấu kiểm, chuẩn bị nồi kiểm gần 400 trái dừa đầm tháng 4 nha cả nhà ơi. Tại chùa Phật Quang, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, ấp Trường Thuận. Lấy nước cốt dừa nha cả nhà, gần 400 trái dừa nè. Nước cốt dừa lấy tự nhiên nè, không có dắt nước cốt như mình lấy sát rồi sát khô lên luôn nè, sát khô luôn nha cả nhà. Lấy nước cốt dừa nè cả nhà ơi, máy ép nước cốt dừa không cần mà dắt nước luôn đó. Quá trời dừa, không khoảng 400 trái dừa cho 4 nồi chè cho ngày mai. Ngày mai là 15 tháng 4 âm lịch. Quá trời luôn. Trong đây còn dừa nè. Đang cắt ra chuẩn bị nạo nha. Một khoai nấu kiểm nha.
một khoảng một pha nấu kiển nè. Các bạn đã trưng bày hoa, đã chuẩn bị để Phật đẹp lắm mọi người ơi.